Vâng, chào anh Tùng. Dạ. Nay rất là cảm ơn anh đã dành thời gian cho đội media của nhà trường là có một chút thời gian để mà nói chuyện với anh, trao đổi anh về khoảng thời gian sau khi mình tốt nghiệp mình đi làm này. Đây thì lần đầu tiên thì anh có thể là dành một đôi điều mình có thể giới thiệu về bản thân cũng như là quá trình mình thành lập nên công ty Hamsang ngày mai không? Xin chào anh Đức cùng với ekip bên nhà trường hiện nay thì nhà mình. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Tùng. Mình học một khóa dài hạn của NIT từ năm 2007 và kết thúc vào khoảng giữa năm 2009. Thì sau đó thì mình có đi làm một vài công ty, trong đó có FPT Software, một công ty của Pháp và một công ty Smart OC ở Hà Nội này. Thì cũng sau một thời gian vài năm đi làm, trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, môi trường to có, môi trường bé có, trong nước có, ngoài nước có, thì mình cũng thấy là mình có ấp ủ một cái mong muốn là gây dựng cho mình một cái doanh nghiệp và muốn tạo ra một cái dấu ấn riêng, mang tên là một dấu ấn riêng cho doanh nghiệp Việt trên cái thị trường thế giới. Thì tại thời đấy mình cũng rất là ý tưởng nó rất là hoang sơ, mình chẳng biết phải làm gì cả. Thì với ý tưởng hoang sơ thế thì mình có tập hợp cùng với một vài anh em nữa để có quyết định thành lập ra Hamsang. Thì cũng đến thời điểm này là được 5 năm. Thì thực ra là những năm đầu của mình gặp rất nhiều khó khăn, có thể khó khăn từ nhân sự, khó khăn từ vấn đề tìm kiếm khách hàng, thậm chí khó khăn từ những vấn đề rất đơn giản như là đặt cái tên công ty là gì. Thì đến thời điểm này thì cũng sau gần 5 năm thì bọn mình đến thời điểm này cũng khá là tự tin về những gì chúng mình đã đạt được cho đến thời điểm này. Và bọn mình hiện tại thì đang tập trung chính vào mảng các sản phẩm và các dịch vụ xoay quanh cái hệ sinh thái về thương mại điện tử cho khách hàng toàn cầu. Vậy thì cái thời điểm mà khi anh mới tốt nghiệp ấy, thì cái sự tự tin của mình mà khi mình đi phỏng vấn vào FPT chẳng hạn, hay là về một số các doanh nghiệp của nước ngoài như của Pháp như anh vừa chia sẻ, thì anh thấy là lúc đấy thì khi mình mới ra trường thì mình có tự tin là mình sẽ đạt được hay không? Cá nhân mình thì cũng phải chia sẻ thật là mình rất tự tin. Thực sự là mình rất tự tin, bởi vì là trong thời gian học ở NIT ấy, thì mình cũng được luyện rất nhiều, đặc biệt là mình xong hầu hết các cái project của các cái quarter ấy, là phần lớn là mình làm trưởng nhóm. Và trong vai trò trưởng nhóm thì mình phải xử lý từ cái việc điều phối bao quát nhóm, và thậm chí nhiều khi là anh em có những anh em là không làm được, có khi mình lại phải làm một số phần, ví dụ thế. Thế thì cũng gặp rất nhiều khó khăn và những cái trải nghiệm thế thì mình rất là tự tin trong quá trình xin việc, cho nên là mình về cơ bản không gặp khó khăn gì cả. Vậy thì cái thời điểm đấy thì anh đánh giá như thế nào về cái kiến thức của mình học tại NIT, thì nó có phù hợp với thị trường lúc bấy giờ không? Mình nghĩ là rất là phù hợp. Vì cái mà mình, tại vì thực ra phù hợp mình có thể là gọi là vừa có vừa không đi. Cái có là như này, là trong quá trình học ở NIT là mình ấn tượng nhất là những cái bài tập, những cái project mình làm ở các cái kỳ học ở đây, thì mình sẽ phải là tự nghiên cứu rất là nhiều. Thì mình cho rằng cái đấy là cái rất là phù hợp, bởi vì thực tế ngành IT là thay đổi rất nhiều, và nếu mà không tự nghiên cứu thì thực sự là rất là khó để nắm bắt. Và nhìn lại cái quá trình của mình đi làm từ hồi đó đến giờ thì mình có một cái điều hơi đặc biệt là mình thường làm những thứ mà mình chưa được học bao giờ, và thường học làm trước sau mới bắt đầu được học ở nhà trường. Đấy, thì nếu mà không có cái kỹ năng research ở NIT thì mình nghĩ là chắc là khá là khó khăn. Còn cái đây là cái phù hợp đúng không, cái không phù hợp thì mình nghĩ là thực ra là lượng kiến thức mình cho là rất là phù hợp rồi. Nhưng có điều là có thể là mặt bằng chung các bạn có thể chưa thực sự hiểu được cái tầm quan trọng của nó, cho nên trong quá trình học ấy là tương tác nó chưa được tốt. Thế thành ra là có những kiến thức mình nghĩ là rất hay, nhưng mà sau đấy một vài năm đi làm mình mới nhận thấy nó hay thật. Ví dụ đơn cử một cái là mình học là mình thiên về học về lập trình, thế nhưng mà trong về lập trình thì trong đấy thì có một cái module về testing, về QA. Thế thì hồi đấy bọn mình học là theo kiểu hơi đối phó thì nhưng mà sau đấy khi đi làm thật mới thấy là thực sự cái tư duy về test nó rất là quan trọng. Bây giờ nếu mà các bạn đã làm sâu về lập trình thì có cái cách tiếp cận gọi là TTD, là test driven development đấy. Đấy là mình phải có một cái mindset về test trước khi mình thực sự làm, thì lúc đấy là kết quả của mình nó mới tốt được. Đấy thì mình hơi tiếc một chút là hồi đấy là mình chưa thực sự là hiểu được cái tầm quan trọng của nó thôi. Mình vẫn đang đối phó nó thôi, mình học để qua đấy. Vậy thì anh cũng hiện tại bây giờ là mình cũng đã là làm chủ của một doanh nghiệp cũng chưa thực sự lớn, nhưng thế này là vừa rồi đúng không? Thế thì trong cái quá trình là mình tuyển dụng nhân sự đầu vào,
Vậy thì anh cũng đánh giá như thế nào một chút thôi, là so với cả cái nhân sự mà đến từ các cái môi trường đào tạo khác với cả cái môi trường mà anh đã được học, được trưởng thành, thì anh thấy là có sự khác biệt gì nó nằm ở đấy không? Tức là giữa NIT với các môi trường khác đúng không ạ? Có sự khác biệt gì đúng không? Mình nghĩ là bên các bạn ở NIT thì có một thế mạnh là cũng khá nhanh chóng để hòa nhập được công việc. Và mình nhận thấy là một phần là từ phía mình, một phần mình có tham khảo một số người, thì những người học IT thì có đâu đó có vẻ như là có khả năng làm các vị trí quản lý tốt hơn, tốt hơn. Có thể là do cái kỹ năng research rồi thì teamwork học IT, mình nghĩ thế, không biết có đúng không? Cái đấy là cũng có thể là một phần đấy, bởi vì là trong cái quá trình mà phỏng vấn lại các bạn cựu học viên của nhà trường thì cũng có rất nhiều các bạn hiện tại đang giữ cái vị trí là có những người là chủ doanh nghiệp riêng, có những người làm cho các tập đoàn thì cũng đang giữ cái vị trí là quản lý. Đấy, thì cái đấy thì cũng là một phần. Vậy thì nếu mà để có một góp ý dành cho cái môi trường đào tạo cũ của mình thì anh có thể góp ý hoặc là đề xuất một số cái kiến thức hay cái kỹ năng gì không để cho các bạn thế hệ sau được học nó tốt hơn? Ngoài những cái gì mình nghĩ là về chương trình đào tạo của NIT thì là rất là tốt rồi. Nhưng mà ngoài cái data thì nếu có thể được thì mình góp ý là mình nghĩ là có thể nên hoặc là thêm, hoặc là có thể đã có rồi bởi vì lâu mình không cập nhật thì mình không biết, hoặc là thêm, hoặc là có thể tập trung hơn một chút về hai cái. Một là những cái kỹ năng mềm, hoặc là nói một cách hơi bóng bẩy thì gọi là kỹ năng là họ học làm người đấy. Thứ hai là cố gắng là đào sâu về cái tư duy lập trình thay vì chỉ chăm chăm sử dụng công cụ. Nếu có thể được thêm một cái nữa đi, là cái số 3 đây, là tức là trong quá trình cho dù mình đang đi học hay là mình đi làm rồi thì có thể đi làm, mình có thể chuyển việc, thay đổi công ty, thì cho dù mình làm gì chăng nữa thì mình cũng luôn luôn trách nhiệm, có thể hiện là mình thể hiện ra là mình là có trách nhiệm với những gì mình, với công việc của mình đúng không? Với công việc của mình. Ok anh, thì cũng hôm nay cũng rất là cảm ơn anh đã dành cái thời gian và có thể là trao đổi một số thông tin rất nhanh chóng như thế, nhưng mà nó cũng có chứa rất nhiều cái nội dung mà cần phải lưu ý. Thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi lại với cảm ơn lãnh đạo nhà trường là có những đề xuất góp ý của bên anh Tùng. Và cũng xin thay mặt cho nhà trường là xin chúc anh cùng với cả công ty Hamza là ngày càng phát triển thành công, và trong tương lai thì hy vọng là anh cũng sẽ mất chút thời gian là quan tâm hơn nữa đối với các bạn thế hệ là sinh viên đang học tại nhà trường bằng những cái việc ví dụ như là mình tham gia vào những cái buổi chia sẻ kinh nghiệm của những người đàn anh đi trước cho các bạn đi sau. Cái thứ hai nữa là mình có thể tham gia là có thể được tuyển dụng được nhân sự tại cái môi trường mình đã học. Đấy, và xin cảm ơn anh. Thứ nhất là cảm ơn anh Đức với lại phía nhà trường cũng đã dành thời gian ghé thăm công ty Hamza ngày hôm nay. Thì về cá nhân mình cũng rất là đồng tình và ủng hộ cái sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường. Và thậm chí có thể là doanh nghiệp, nhà trường với lại học sinh nữa. Đấy, đã có một cái vào bên. Và rất có thể là còn sau này có thể liên quan đến cả vấn đề xã hội rồi chính phủ. Thế là sao để mình có một cái cùng một cái tiếng nói, cùng một cái cách tiếp cận. Bởi vì suy cho cùng nếu mà mình không hợp tác được với nhau thì cái mình đang hơi lãng phí cái nguồn lực chung của xã hội. Thì mình sẽ hợp tác với nhau để làm sao mình đào tạo đúng cái mà xã hội cần. Thì lúc đấy doanh nghiệp cũng có lợi mà nhà trường cũng có lợi, và đương nhiên cái học viên học cũng mình cũng có lợi. Bởi vì học ra là họ làm được việc và làm được đúng cái việc phù hợp, và đâu đó thì nó chắc chắn họ sẽ thể hiện được cái giá trị của mình. Thì mình cũng sẵn sàng là có thể nếu có dịp thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ với các bạn học viên có thể đang học hoặc thậm chí là sẽ học tại nhà trường. Thì cá nhân mình cũng thời điểm cách đây khoảng 10 năm đúng không, khi mình học tại NIT thì lúc đấy thì mình cũng chưa hiểu nhiều lắm về NIT thật sự là như thế, nhưng mà đến thời điểm này thì mình cũng biết rằng NIT cũng đã có một lịch sử cái bề dày khá là dài, và mình cũng tin tưởng và mình cũng rất là mong muốn là NIT có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa, để lúc đó thì có thể là cũng hy vọng là có thể giúp đỡ được phần nào cái mơ ước của mình, đó là ghi dấu một cái làm rõ hơn cái tên Việt Nam trên bản đồ phần mềm thế giới. Thì lúc đấy thì vừa là doanh nghiệp cũng phải cố gắng, vừa là đào tạo cũng cố gắng. Thì mình cũng rất là mong muốn nhìn được cái viễn cảnh như thế. Vâng. Thì xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh.